Trong chương trình thực tế, đoàn đã đến thăm nhà đón tiếp trưng bày sản phẩm nông nghiệp huyện Định Hóa, thực tế tại hợp tác xã chè Phú Hội, xã Sơn Phú, tiến độ thi công công trình sân lễ hội và công viên cây xanh và cụm công nghiệp Tân Dương. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Định Hóa đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của huyện, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội thời gian qua. Đặc biệt, huyện Định Hóa đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2023 theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Huyện đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp trong thực hiện các tiêu chí. Đến nay, huyện đã có 16 trên 22 xã đạt nông thôn mới. Thời gian tới, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực và phát huy mọi nguồn lực nội tại, lãnh đạo huyện Định Hóa rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ngành để huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, nhất là đối với tiêu chí môi trường, tổ chức sản xuất. Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chia sẻ những khó khăn, hạn chế của huyện trong quá trình phát triển. Chương trình thực tế là dịp để các hội viên có điều kiện tác nghiệp, tìm hiểu cơ sở, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên tri hội liên tri hội đang sinh hoạt trong hội nhà báo tỉnh